cho con hỏi. Dạ, câu chuyện này nó ngoài hơi cái sự thật của mình. Như con trâu dùng cái sức khí khôn ngoan mình bắt nó đi làm việc cho mình, không trả lương, mà khi nó già nó yếu đi không nổi mình đánh đập kèm cho nó đi cho mau, nó con trâu này làm biếng vậy. Có phải là nhà mình khác hay là cái nó đâu có vô nó lãnh cài ruộng cho mình, mà hồi bây giờ mình sống mình bắt nó cài ruộng cho mình không có phải. Thật sự ra thì coi như là mình ăn của đằng na thí chủ, mình không tu được đó thì mình sẽ làm con trâu đó. Bây giờ chúng mới đánh bắt mình làm, nói thì nói vậy chứ sự thật nó như thế này, là cái người chủ mà nuôi trâu, thường thường con nghe cái câu cái bài ca dao mà của cái người nông dân của mình: trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra quầy ruộng, trâu cài giữa ta cái cài giống nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản không. Sự thật là con trâu với cái người nông dân là đôi bạn, người ta thương yêu lắm, mà thậm chí như là nuôi trâu đó mà người ta làm cái mùng, người ta giăng cho nó còn để mũi cắn nó, người ta chăm sóc con trâu như người bạn. Còn mình thì thật sự ra đó, thì có nhiều người họ không có, họ bắt con trâu cài, họ đánh đập đủ thứ hết, nó đi chậm, nó mệt, nó đói đó, trưa rồi họ đánh đập nó dữ lắm, mấy người đó ác lắm, họ không thương. Mình có được cái lúa, cái hột gạo mình ăn là cái công sức con trâu rất lớn. Còn nó ăn gì thả ra rồi cho nó ăn qua cái cỏ ngoài đồng. Mình có siêng năng á, mình thương thương mình cắt được vỏ cỏ. Còn nếu không á thôi mày ăn đại, mày sống ngày mai cày nữa. Thật sự ra cái nông nghiệp của chúng ta nó thấm thía được con trâu với cái con trâu với cái người nông dân rồi. Nó tình nghĩa lắm. Mình bắt nó càng cày ruộng cho mình ăn rồi vậy có mang tội không? Nó tội gì, hồi đó mình ăn người ta quá trời rồi, bây giờ nó mới làm con trâu chứ đâu phải chứ không. Nhân quả bà con cứ nhìn nhân quả để biết. Mình ăn quá trời, nhất là mấy ông thầy mà tu tập ở trong chùa là thành trâu hết. Thầy nói thật sự, mình tu mình làm cái gì đây cho người ta lợi? Thì bây giờ phải làm trâu được cài cho mấy người Phật tử. Còn không là bây giờ nó trâu bò không cài nữa. Thì mấy ông thầy này họ tu, họ có làm gì thì họ còn tham si thì tương ưng. Họ sẽ sanh ra làm mấy đầy tớ rồi sáng rồi phải dọn hàng dọn này kia rồi. Lơ mơ thì bà chủ này bà chứ thôi thân á. Không, thầy nói thật mà. Mình phải trả cái của đàn na thí chủ chứ đâu phải mình nhân, mình ăn của người ta bụng mình tránh khỏi ha. Rồi mình phải mang cái tội, mình bắt nó làm việc, mình không trả lương cho nó, cho nó an tâm cho mình. Thì nhân nào quả nấy à. Con thí dụ như con bây giờ nó trả cái quả của nó là nó phải cài ruộng cho con, mà con biết thương nó, con chăm sóc nó này kia, thì cái nhân đó con sẽ khỏi. Mà con không khéo, con tạo cái nhân ác, con tiếp tới được nữa sao con sẽ làm tôi tớ người ta, nó cũng quất đánh con như trâu. Chứ còn khỏi đâu. Cái chuyện mình làm là cái nhân nào thì quả nấy, thì con đã học nhân quả rồi thì không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên vì khi biết nhân quả rồi đó, mình biết rằng con trâu là nó cài hoặc là cái người tôi tới trong nhà của mình, mình ngọt ngào từng cái lời nói ái ngữ của mình, mình an ủi, mình cho thêm tiền bạc này kia, cái công lao của nó giặt dĩa lo cơm nước của mình giúp đỡ nó bằng cách này cách khác, tức là cái nhân quả thiện không. Còn nếu mà con không biết, con ke re cắt rắc trả lương nó mà còn bớt tới bớt lui này kia, còn đánh đập nó đủ điều hết, còn sai dặn nó đủ thứ hết, thì coi chừng á, nhân nào thì quả nấy rồi, không khỏi á. Mình phát minh ra làm cái máy cài để cài, rồi đâu còn cài trâu nữa thưa thầy, vậy cái nhân quả nó đâu còn. Này nó không còn trâu thì nó thành đâu tớ, nó thành lính. Rồi cũng chạy vòng vòng vô đó thôi, không có trận đâu. Bây giờ, bởi vì bây giờ đó mình phát minh ra cái cài cho nó nhanh chóng, thì con trâu bây giờ nó chỉ thịt thôi, nó không còn gì nữa hết. Nó không có làm cái chuyện đó, là nó thoát thiết cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ làm cái chuyện khác, nó trả nợ. Bây giờ con bây giờ nó con, ví dụ như con hồi xong con ăn con tu đi, con trả nợ đàn na thí chủ như thế nào. Thực ra là con cũng phải, con tiếp tục con tái sanh, con phải làm công nhân cho một cái ông giám đốc nào đó. Ông đó bóc lột con tận xương trắng con, thay vì trả con 1 triệu, ông trả chừng 500 à. Thầy đủ biết là mà con ổng bắt cũng rằng rồi coi con làm cho dữ tợn chứ không đừng có để con ngồi không nữa. Mà nếu con không làm thì con chết đói. Bây giờ nông nghiệp thì đâu có còn làm nữa được, cho nên buộc lòng con phải làm công nhân. Mà làm công nhân thì chúng sai thôi, bối cái đầu không? Thì con cũng ăn sao nở vậy, phải trả thôi chứ làm sao con chạy đâu khỏi. Mà rồi cái người ta thì có người có phước, người ta gặp cái ông giám đốc đó, ông thương, ông trả tiền lương cao. Còn con á, sao lại đi tìm mấy cái chỗ đó người ta không nhận, mà cứ có mấy thằng cha được. Quá rít rắm như thế này mà nó nhận con vô làm, thì tại con hồi đó sao nó mới vậy chứ.
Cho nên nhiều người người ta làm thì người ta lương hướng đầy đủ. Còn có người vô cái sở đó làm, cái ông giám đốc này nó khai ra thắt thắt một kinh kích gì đối với công nhân, nó lường từng đồng từng xu từng cách. Cái phước của con nó tập trung vô cái số người này, số người mắc nợ, mắc nợ. Cho nên phải trả nợ đấy. Thế con thấy bây giờ nó công ty xí nghiệp thì nhiều, chứ mà cái người mà vô cái chỗ đàng hoàng ít lắm, cái chỗ bốc lộc là nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó. Vậy là người dân nghĩa là phía Việt Nam, phía Đông Dương mình hồi đó làm cái tội gì cho nên bị phát nó bắt nó cai trị 80 năm rồi thầy. Thế sao? Nó hiểu không? Nhân quả là sao nó qua để cai trị được? Mình cũng là độc địa lắm chứ, mình cũng bắt ba dân Kim Thành, mình cũng đài ải nó tự nó mất nước luôn, con không thấy cả cái nước Campuchia mà mình lấy gần hết nước người ta, không thấy sao? Mình làm riết người ta ở không được. Thì như vậy là pháp cai trị mình cũng vừa chứ, mình cũng đâu có phải vừa. Việt Nam mình cũng ghê lắm, thua Tàu, thua Pháp chứ, còn mình có thua Chiêm Thành, mình có thua Campuchia đâu. Mình cũng đàn áp người ta, mình làm ta mất nước thôi chứ bộ. Bây giờ còn có nhóm dân của người ta thôi mà coi như là kế hoạch quá gia đình, trời đất ơi, nó không có đẻ được nữa. Lẽ ra cái dân người ta thiểu số cho người ta được một vợ chồng người ta đẻ 5-7 đứa con, nay cũng cho có 2 đứa, có chết người ta không? Dân người ta sắp diệt chủng rồi nữa ở đó. Con thấy cái nhân quả mà. Chứ đâu phải vừa đâu, thầy nói thật sự là cái gì nó cũng có cái nhân quả hết. Mà cái nước, ví dụ Chiêm Thành nó bị diệt nó cũng là cũng độc đáo lắm chứ đâu phải không độc. Nó ghê gớm lắm chứ. Những cái bà la môn của nó cũng độc lắm chứ đâu phải là thường. Cho nên thầy nói thật sự đó, ví dụ bây giờ đó, cái nước Ấn Độ là cái nước của Đức Phật. Đức Phật sinh ra ở đó. Mà cái dân Ấn Độ bây giờ nó khổ sở đến cái mức độ đó này con biết. Nó bẩn thỉu, nó dơ dái, bẩn như cái cách thức đó mà Đức Phật đã dạy vệ sinh như thế nào chưa? Thế mà bây giờ dân nó không biết. Thì như vậy rõ ràng là cái dân nó ở nó không có đạo đức. Mà nó không đạo đức là do gì? Nó diệt Phật giáo tại nước nó mà nó đâu có để. Cho nên nó phải mất cái đạo đức. Nhưng mà không ngờ khi nó đến Việt Nam của mình, nó triển khai được những cái chương trình học tập đạo đức của nó. Thì đây là cái phước của dân tộc mình. Tuy rằng mình có ác, nhưng mà trong ác mình có thiện chứ không phải. Không phải là mình toàn ác hết đâu. Cho nên mình còn đỡ một chút nữa. Nhờ ở tinh thần của dân tộc của mình, nó có một cái tình, có một tình sâu sắc. Mình thấy dân tộc mình có cái tình sâu sắc đó. Chứ nó đâu phải thường đâu. Ví dụ như mình biết ông bà cha mẹ, mình biết, con biết cái dân tộc mình ở ngoài Hà Nội, một cái dòng họ của họ mà có người nào mà bị người ta ăn hiếp là cả cái dòng họ người ta đang bên hết, người ta đánh sạch rồi. Nó có cái tinh thần đoàn kết họ dữ lắm á. Mà chứ không phải là như miền Nam mình á, thì dân miền Nam mình nó chiều chiều, nhà nào bị nhà kia ăn hiếp thì mình cứ ngó chơi thôi chứ họ không phụ đâu. Còn miền Bắc họ không có đâu, họ tập trung, họ có đoàn kết nữa. Cho nên ở đây cái dân tộc của mình là cái dân tộc rất tốt đó. Thật sự ra sau những cuộc chiến tranh, dân tộc mình cũng có hao hết, nhưng mà về cái tinh thần mà đạo đức dân tộc mình, nó tiếp thu cái đạo đức của cái như Trung Hoa nó đưa qua Việt Nam mình, thì nó tiếp thu được cái đạo đức của Khổng Mạnh. Rồi Pháp nó đưa vào đây, mình cũng học Pháp, mình cũng tiếp thu được những cái hay của Pháp chứ đâu phải. Còn những cái xấu của Pháp thì mình không có tiếp thu đâu, mình bỏ. Cho nên cái con người Việt của mình nó rất tốt. Thì do nó mà cho đến cuối cùng nó tiếp thu cái Phật giáo, mà đến đời nay, đến thời đời thầy mà thầy dựng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, là dân tộc chúng ta có phước lắm. Nếu mà thầy một cái nước nào đi nữa thì cái dân tộc này có được như ngày hôm nay mà chúng ta có được những cái lớp học này đâu. Cho nên thầy thấy rằng dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo là một cái hạnh phúc lớn cho loài người. Mà dân Việt Nam của mình có người đứng ra dựng, mà lại dựng lại, đầu tiên dựng lại cái đạo đức này.